Ngày qua bạn đã nhận ra được giá trị gì từ NLP? Nhiều giá trị quá đấy ạ. Thứ nhất là em đã tự tin rằng là trong con người mình có sẵn rất nhiều quyền lực, quyền năng. Và trước đây thì em đã không như thế. Bây giờ thì em đã tự tin về tất cả những gì mà nội lực của mình đang có. Cái thứ hai nữa là em phát hiện ra rằng là tất cả mọi người thì đều có sẵn cái nội lực rất là lớn bên trong, và cũng giống như em, họ chỉ cần chờ đợi một cái sự công phá. Và NLP là một cái khởi nguồn đấy. Em phát hiện ra là sau rất nhiều các khóa học em đã học ở bên ngoài, thì quay trở lại, NLP là cái khóa học đầu tiên cần phải học trước các khóa học kia. Rất là nhiều những kiến thức nó được hệ thống lại, và phát hiện ra rằng là cái nền tảng ban đầu, cốt lõi ban đầu vẫn là Rồi. Vậy thì em sẽ nghĩ rằng 3 ngày vừa qua với những gì mà em đã nhận được, em sẽ ứng dụng vào công việc và cuộc sống như thế nào? chắc chắn rồi, đang hùng hực khí thế. Ngay ngày đầu tiên thì đã nhắn tin cho cổ đông của mình là tuần sau là chị sẽ có những buổi chia sẻ và giải quyết những vấn đề còn đang vướng mắc ở công ty từ rất lâu rồi mà em chưa có hướng giải. Wow, chúc mừng bạn. Tuyệt vời, chúc mừng. Cảm ơn thầy.